Rồi thì cái phần đầu tiên của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai là chúng ta nói về con lắc đơn dao động điều hòa. Thì trước hết là chúng ta phải hiểu là thế nào là con lắc đơn. Đấy, lắc lò xo thì chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về con lắc đơn. Cái con lắc đơn á nha, thì trong bài này chúng ta sẽ có 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về thế nào về con lắc đơn. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về dao động của con lắc đơn. Phần thứ ba là chúng ta nói về cái cơ năng, và phần thứ tư là chúng ta sẽ làm các bài tập vận dụng nha. Thì thế nào là con lắc đơn? Thì cái con lắc đơn á các em, thì chúng ta hình dung như này. Chúng ta có một cái vật nhỏ có khối lượng m, và chúng ta sẽ nối với một cái sợi dây và không có bị giãn, sợi dây này không giãn nha, có cái chiều dài là l, được chưa? Thì như thế này thì chúng ta sẽ gọi nó với cái tên là con lắc đơn, chỉ thôi, đơn giản vậy thôi, rất đơn giản nha. Nhưng con lắc đơn nó sẽ có hai cái trường hợp mà chúng ta cần phải chú ý, mà chúng ta chỉ khảo sát một trường hợp thôi. Cái trường hợp thứ nhất là con lắc đơn dao động với biên độ rất là lớn, à, dao động biên độ rất lớn, và trường hợp đó thì nó không phải là trường hợp dao động điều hòa, và chút nữa chúng ta sẽ nói. Và trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà nó sẽ dao động với một cái biên độ góc nhỏ, được chưa? Và cái trường hợp biên độ góc nhỏ đó đó nó mới chính là cái trường hợp dao động điều hòa. À, như vậy thì chúng ta sẽ chú ý một điều là con lắc đơn khi mà nó nằm ở vị trí này thì cái vị trí m này nè, chúng ta sẽ gọi nó là vị trí cân bằng luôn nha, vị trí cân bằng. Và con lắc đơn thì cái trọng lực của nó thì luôn là hướng xuống, và thứ hai nữa là cái lực căng dây luôn hướng lên nha. Hai lực này ở vị trí cân bằng trong trường hợp này, trong trường hợp con lắc đơn không có chuyển động này là nó cân bằng nha, cân bằng nha, nếu mà trong trường hợp con lắc đơn này chưa chuyển động. Đây, khi mà con lắc đơn này nó chuyển động ra một vị trí nào đó, giống như con lắc đồng hồ chúng ta nó di chuyển à, thì cái vị trí đó, cái chiều mà nó chuyển động đó đó, thầy sẽ gọi nó là chiều dương luôn. Có nghĩa là các em hình dung là nó đang đi ra ngoài nè, à, nó đang đi ra ngoài như thế này nè, à, thì cái chiều nó đang đi ra đó thầy sẽ gọi nó là cái chiều dương. Thì ở cái vị trí này nè, thì cái con lắc đơn của chúng ta nó sẽ có những lực nào tác dụng lên, à, chúng ta sẽ phân tích nó ra. Đây, thì cái thứ nhất thì chúng ta phải biết là nó sẽ có cái trọng lực và lực căng dây, đúng không? Trọng lực và lực căng dây, và hai cái lực này nè nó sẽ có tác dụng gì? Có tác dụng là kéo cái con lắc đơn này trở về vị trí cân bằng, được chưa? Và cái tác dụng đó đó chúng ta sẽ gọi cái tên là lực kéo về, giống như lực kéo về trong con lắc lò xo vậy nha. Thì cái lực kéo về này thực ra nó là tổng hợp của hai lực, lực căng dây và trọng lực, được chưa? À, thì cái trọng lực này nè thì thầy sẽ phân tích ra thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là BN, thành phần thứ hai đó là BT, được chưa? Và nếu theo định lực hai Newton, giống như cái bài hồi nãy, theo định lực hai Newton chúng ta sẽ có ba lực tác dụng vào vật, đó là T nè, BN nè, BT nè, ha, ba lực tác dụng vào vật. Nhớ là trọng lực B chúng ta đã phân tích ra thành BN và BT rồi ha. Thì lúc đó T và BN nó cân bằng nhau, các em hình dung được. Chúng ta không không chiếu lên cái phương của BT, BN và T, mà chúng ta chiếu lên phương của cái thằng BT này, thì lúc đó T này bị triệt tiêu, BN này bị triệt tiêu, đúng không? Như vậy cái lực cuối cùng mà để làm cho con lắc đơn này trở về vị trí cân bằng nó chính là cái thằng BT. Hình dung được chưa? Hình dung ra chưa? À, nó chính là BT này đây, với cái thằng BT này. Đây, như vậy thì cái thằng BT đó đó chúng ta sẽ gọi nó là lực kéo về. À, lực kéo về đây, đây lực kéo về. Lực kéo về chính là BT. Mà chúng ta biết là nếu mà mấy em chọn chiều dương là cái chiều đi ra, thì cái lực kéo về nó đang hướng vô thì nó mang dấu trừ. Ok chưa? Ok chỗ này chưa? Thì các em biết là trọng lực đây là B, cái thành phần mà chiếu lên cái thằng BN, thành phần này là cái góc này là góc alpha, đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta chiếu B lên BN thì chúng ta sẽ được là B nhân cos alpha, nghĩa là BN nó sẽ bằng là B
nhân cos alpha. Đây là kiến thức của lớp 10. Rồi, còn thành phần BT thì sao? Thành phần BT BT chính là bằng B nhân cho sin alpha. Được chưa? Đó nghĩa là chiếu cái thành phần BT B lên cái trục phương này nè. À thì cái góc này là 90 độ trừ alpha thì thực ra nó cũng sẽ là sin của 90 độ trừ alpha đó. À cos của 90 độ trừ alpha đó thì nó sẽ chính là sin alpha. Được chưa? Khúc này hiểu được chưa? Khúc này ok cho em. À như vậy thì lực kéo về trong trường hợp của con lắc lò xo là F bằng trừ mg sin alpha. À nắm đây là cái chỗ rất quan trọng trong cái bài này. Được chưa? Đây, đó là cái phần đầu tiên. Rồi, cái trường hợp mà cái dao động của chúng ta nó là một cái dao động nhỏ nha, dao động nhỏ nha. Thì trong cái toán học chúng ta có một cái đặc điểm đặc biệt là nếu như cái gốc alpha mà nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ thì sin alpha nó sẽ sắp xỉ bằng thằng alpha. Rồi, không tin thì các em cứ lấy máy ra, các em lấy 10 độ ra, các em bấm sin với các em bấm alpha ra radian là như nhau hết. Nha, gần sắp xỉ nhau hết. Được chưa? Cho nên là trong trường hợp này sin alpha sẽ gần bằng alpha. Đây, thì cái lực kéo về trong cái trường hợp mà cái góc nhỏ này nè, nó sẽ là trừ F bằng trừ MG sin alpha đổi thành alpha. Được chưa? Mà alpha là cái gì? Alpha chính là cái cung mà nó quét được. Trong toán của chúng ta thì muốn tính cái cung, chúng ta sẽ lấy muốn tính cái gốc, đúng không? Muốn tính cái gốc, chúng ta sẽ lấy cái chiều dài và cái cung. Được chưa? Người ta gọi đây là gì? Gốc gốc chắn cung, đúng không? Người ta gọi là gốc chắn cung. Thì cái gốc chắn cung tính như thế nào? Gốc chắn cung thì cái cung của chúng ta nó sẽ bằng là cái gốc nhân cho bán kính, đúng không? Thì cái bán kính trong trường hợp này nó chính là cái chiều dài của con lắc đơn. Nó quét một vòng thì nó thành bán kính, đúng không? Nó là một cái đường tròn thì đó chính là bán kính. Thì cái gốc alpha này chính là cái gốc quét được, và cái đoạn F của chúng ta chính là từ đây tới đây, nó chính là cái cung nè. Đó chính là cái cung từ đây đây, thì không dễ vô nó phức tạp, dễ vô nó rối nè. Cung, được chưa? Các em hình dung nha, từ đây tới đây nó chính là cái cung nè. Như vậy cái cung bằng cái góc nhân cho bán kính, thì góc bằng cung chia bán kính, thì chúng ta ra được cái này. Ok chưa? Hiểu được chỗ này chưa? À, ok chưa? Rồi, như vậy thì về đến đây rồi nè, mọi chuyện chúng ta mới xử lý được nè. Về tới khúc này nè, thì đến đây chúng ta sẽ có được là cái F nó chính là cái lực kéo về nha. M là khối lượng. Rồi, G là gia tốc trọng trường. Được chưa? Rồi, alpha là ly độ gốc. Đúng chưa? Rồi, F người ta gọi là ly độ cong hay là ly độ cung cũng được. Được chưa? Và F của chúng ta chính là cái L alpha nha, hay là alpha nhân L gì đó, tùy với em. Đó, như vậy là đây là những cái đặc điểm nha. Rồi, thì L của chúng ta, chúng ta gọi là cái chiều dài dây treo. Được chưa? Chiều dài dây treo, trong nhiều trường hợp chúng ta có thể coi nó như là một cái bán kính cũng được ha. Chiều dài dây treo. Cái alpha không, chúng ta sẽ gọi nó là một cái biên độ gốc. Biên độ gốc là cái gì? Biên độ gốc là khi mà cái con lắc đơn này nè, nó ra tới bên ngoài rồi nó dừng lại, nó đi về thì nó chính là cái biên độ gốc. Mấy em hình dung được không? Đối với cái dao động điều hòa và con lắc lò xo á, thì các em đi ra tới biên, các em chạy vô, thì thằng này cũng y hệt vậy thôi. À, thằng này nó ra tới cái gốc đó, bên nào nó chạy vô. Yeah. À, như vậy thì chúng ta có những cái đại lượng mà chúng ta cần nhớ, nhưng mà ở đây thì thầy nghĩ là có cần cái gì đâu mà nhớ, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhớ là khối lượng M nè, chiều dài dây treo nè, cái cung nè, cung tính làm sao, cung F bằng alpha nhân L, alpha là cái gì, L là cái gì, tất cả nó đều có sẵn hết. Rồi. Được chưa? Phần này cảm thấy ổn không? Cái phần tiếp theo, cái thằng có một cái phần quan trọng mà chúng ta cần nhớ nữa. Đây, cái S0 là cái gì? Cái S0 á, sau này á, chúng ta cứ coi nó như là biên độ A bình thường nha. S0 chính là cái ly độ dài, được chưa? Hay còn gọi là biên độ cong, biên độ dài hay là biên độ cong cũng được. Biên độ chứ không phải ly độ nha. Rồi,
thì nó chính là L alpha không, hiểu không? Nó chính là L alpha không, được chưa? Thì nó giống như này nè, y hệt như này nè, nó chỉ thêm vào số không thôi. Này cũng vậy, này thêm vào số không là xong, được chưa? Đây, đó chính là cái biên độ, hiểu nôm na sau này khỏi mất công S0 S gì cho nó mệt, bây giờ cứ coi nó như là biên độ A rồi vậy thôi, được chưa? Đơn giản. Đây, thì trong cái con lắc đơn thì chúng ta sẽ có hai cái phương trình dao động. Tại sao lại nói cái con lắc đơn là dao động điều hòa? Đây, chú ý chỗ này nè nha. Hồi nãy chúng ta có cái lực kéo về đây đây, thì qua khúc này thì muốn cho chúng ta hiểu rõ hơn khúc này một cái nè. Các em có F bằng trừ MG FGL đúng không? Phải không? Mà chúng ta lại có được á, F thì theo định lực hai Newton lúc nào nó cũng chính là bằng MA. Thầy phân tích cho rõ luôn nha, thầy phân tích cho rõ luôn để chúng ta hiểu luôn tại sao nó là dao động điều hòa luôn nha. Rồi, thì M với M các em bỏ đi giùm thầy nè. Phải không? Thì có phải là các em sẽ được là A bằng trừ S, A bằng trừ là G, G nha, chia L nhân S không? Đúng không? Được chưa? S chính là cái ly độ cung, cũng giống như X. Vậy thì chúng ta sẽ đặt thằng này nè, G chia L này nè, thì sẽ đặt nó là chính là omega bình. Thì có phải là các em sẽ được là A sẽ bằng là trừ omega bình phương nhân S không? Đúng cái này không? Thì các em có thấy nó là nó giống như là A bằng là trừ omega bình phương nhân S không? Thấy không? Được chưa? Như vậy rõ ràng đối với trường hợp nè, chú ý kỹ nè. Đối với trường hợp con lắc đơn dao động điều hòa nha, con lắc đơn dao động điều hòa nha, nghĩa là con lắc đơn là có cái gốc alpha nhỏ, được chưa? Con lắc đơn có gốc alpha nhỏ thì nó là dao động điều hòa. Bất cứ thằng nào xuất hiện cái phương trình này đều là dao động điều hòa hết. Vậy thì tại sao con lắc đơn dao động với biên độ gốc lớn lại không phải là dao động điều hòa? Tại vì nó dính thằng sin vô. Cái này mà các em dính thằng sin vô, sin alpha vô thì các em không xử lý được cái gì hết. Nó không thể ra được phương trình này. A không bao giờ tỷ lệ với ly độ. Được chưa? Tại vì nó dính sin vô làm sao tỷ lệ? Phải không? Cho nên trong trường hợp con lắc đơn muốn dao động điều hòa thì gốc phải nhỏ. Nhớ nha, chỗ này phải kiếm chỗ nào note lại cái ghi chú lại nha. Con lắc đơn dao động biên độ gốc nhỏ mới là dao động điều hòa. Và khi nó dao động điều hòa nó sẽ có hai cái phương trình đặc biệt nha, hai phương trình lẫn nha, không phải một phương trình đâu nha. Phương trình đầu tiên là phương trình theo ly độ, đây S bằng S0 cos omega t cộng phi. Và phương trình thứ hai là phương trình theo góc alpha bằng alpha không cos omega t cộng phi. Hai phương trình nói hai phương trình này thực chất nó là một, em nó là một. Tại sao? Tại vì alpha thì bằng là s chia l, được chưa? Còn alpha không thì bằng là s không chia l. Nếu từ phương trình alpha chúng ta nhân l l vô đây thì chúng ta sẽ ra được cái phương trình này. Từ phương trình này chia l l chúng ta sẽ ra được phương trình này. Thấy chưa? Thấy rõ chỗ đó chưa? Đơn giản chưa? Đây. Thầy muốn là hai cái bài này chúng ta học chung với nhau trong một buổi để chúng ta từ cái con lắc lò xo là chúng ta sẽ liên hệ qua được con lắc đơn liền. Rồi, cái chu kỳ dao động của con lắc đơn. Tới đây thì mọi chuyện yêu cầu đã ra được một cái phương trình dao động điều hòa thì các em cứ lôi hết mấy cái công thức dao động điều hòa ra cho thầy là xong, vậy thôi nha. Chu kỳ dao động thì tới đây thì quá đơn giản. Chu kỳ dao động thứ nhất, tần số gốc chúng ta đã đặt omega bình phương là căn GL. Omega bình phương bằng G chia L cho nên là omega sẽ bằng căn G chia L. Quá đơn giản. Tại khúc này thì có lẽ là không có gì làm khó được chúng ta nữa rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ được chu kỳ 2 pi chia omega. Mà omega thì nó bằng là
Omega của chúng ta thì nó bằng là g căn g chia l, cho nên là lúc này thì chúng ta sẽ được chu kỳ bằng 2 pi căn l chia g. Sao hình như là thầy bị lẹo lưỡi hay sao vậy? Omega bằng căn g chia l thì cho nên là 2 t bằng 2 pi căn l chia g. G l l g vậy. Rồi. Chu kỳ thì nghịch đảo với tần số, đúng không? Và nó chính là delta t chia l. Này thì cho chúng ta lại cái phần kiến thức cũ thôi ha. Rồi thứ hai nữa là tần số. Tần số thì nghịch đảo với chu kỳ, vậy thôi, quá đơn giản. Chỉ cần nhớ giùm thầy omega bằng căn g chia l xong. Đó, vậy đó mà. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo là cái phần cơ năng của con lắc đơn. Giống hệt như con lắc lò xo, hồi nãy con lắc lò xo khi mà chúng ta đã khảo sát nó dao động điều hòa rồi thì sau đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cơ năng của nó, tức là năng lượng của nó nha. Thì cái con lắc đơn cũng tương tự như thế. Con lắc đơn thì các em biết là nó sẽ có động năng, phải không? Nó có thế năng và nó có cơ năng. Thì trước hết là động năng. Chú ý cái phần động năng nha. Động năng của con lắc đơn thì nó là 1 phần 2 mv bình, được chưa? Thế năng đây đây, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ thấy không có giống như là trong cái trường hợp con lắc lò xo đâu nha. Con lắc đơn thế năng là mgl 1 trừ cos alpha nha. Tại sao nó lại ra như vậy nha, tại sao nó lại ra như vậy thì thầy sẽ quay về đây tí xíu. Đây, thầy sẽ quay về đây tí xíu cho chúng ta cái nha. Đây, để thầy phân tích cái chỗ này cho chúng ta một cái. Bỏ mấy quỹ này đi. Để cho các em hiểu được là tại sao thế năng của con lắc đơn là mgl1 trừ cos alpha nha. Cho chúng ta hiểu được khúc này cái. Thì mấy em phải chú ý một điều nè. Cái cơ năng hay là cái thế năng trong con lắc đơn dao động điều hòa là nó giống hệt nhau. Nó chỉ sai khác ở cái góc alpha này thôi. Thì làm sao để tính thế năng? Thì chúng ta sẽ tính như thế này. Năm nay thầy cũng nói cho chúng ta biết là năm nay thầy cũng sẽ thay đổi so với cái hàng năm nha. Hàng năm thì thường là thầy sẽ cho các em, thầy hướng dẫn phần lý thuyết cách sơ sài, rồi sau đó thầy sẽ cho chúng ta những cái công thức nha, để cho chúng ta có thể nhớ công thức chúng ta làm nhanh, bởi vì mình làm phần trắc nghiệm mà. Nhưng mà sau cái kỳ thi vừa rồi á thì thầy đã thay đổi cái quan điểm rồi. Đó là nếu mà thầy dạy như thế thì 8 cái câu cuối, cái khả năng mà chúng ta làm được nó rất là khó, tại vì chỉ có những đứa khá giỏi chúng ta mới có thể làm được thôi nha. Cho nên thầy muốn là năm nay thầy sẽ phân tích một cách cụ thể cái phần lý thuyết, để từ cái phần lý thuyết các em phải hiểu là cái trí nhớ thì không phải ai cũng như ai được nha. Có nhiều khi như thầy nói nãy đó là cái công thức omega bằng căn bậc 2 của là g chia l đó, được chưa? Mà học một năm rồi mà tới khi vô vô đề làm sai. Cho nên là khi cái nền của chúng ta không có, chúng ta dùng cái trí nhớ chúng ta nhớ kiến thức thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể quên. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể quên. Các em biết là trí nhớ của mình nó sẽ chia ra làm ba cái trường hợp, đúng không? Đó là cái trường hợp là nhớ nhớ thoáng qua, có nghĩa là khoảng tầm 3 giây mình quên. Ví dụ mình đi ra đường, mình nhìn xe, nhìn cổ, nhìn đường, nhìn đồ đó, mình nhìn qua cái 3 giây sau mình quên mất, đúng không? Rồi sau cái trí nhớ thứ hai, cái trí nhớ ngắn hạn của mình, trí nhớ ngắn hạn của mình nó có thể nhớ trong một ngày, một tuần, được chưa? Và sau đó là cái trí nhớ dài hạn. Cái trí nhớ dài hạn nó chỉ phát huy tác dụng khi mấy em lặp đi lặp lại cái đó hoài, được chưa? Ví dụ như chúng ta đã học cửu chương ở lớp 1, lớp 2 và các em thấy là lúc nào mình cũng sẽ lặp lại cửu chương trong môn toán hết, và từ đó chúng ta nhớ được rất là lâu và nó đã thuộc về cái gọi là nhớ vĩnh viễn luôn rồi, không bao giờ chúng ta có thể quên được nữa. Thì cái đó là chúng ta phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tính ra từ năm lớp 3 mà cho đến năm lớp 12 là chúng ta đã lặp đi lặp lại cái cửu chương của chúng ta cũng mười mấy năm rồi đó. Nó đã trở thành vĩnh viễn của chúng ta rồi. Được chưa? Nhưng mà một năm, các em phải để ý, một năm mà chúng ta học cái chương trình này, mà cái phần con lắc đơn này chúng ta chỉ học trong vòng khoảng là một buổi, hai buổi thôi ha. Sau đó chúng ta ôn lại vài lần. Cho nên là cái khả năng mà chúng ta nhớ dài hạn rất là khó luôn. Cho nên là thầy muốn phân tích cho chúng ta thật là kỹ. Cho nên là các em phải hiểu là vì sao mà thầy hay là phân tích cặn kẽ các công thức cho chúng ta là lý do như thế nha. Đây, bây giờ chúng ta biết là nếu các em chọn cái góc thế năng,
tại ô, góc thế năng tại ô nha. À, chúng ta chọn cái góc thế năng tại ô này, này. Thì tại đây thế năng nó bằng 0, đúng không? Tại đây thế năng nó bằng 0. Như vậy muốn tính thế năng, chỗ này là h. Muốn tính thế năng trọng trường thì thế năng trọng trường đơn giản là WT bằng MGH. Tiếp bài khác đi con. MGH. Thế năng trọng trường là MGH. Vậy thì h này tính làm sao? H này tất nhiên các em sẽ tính bằng cái cách là các em lấy chiều dài L này, các em trừ cho cái đoạn này. Đúng không? Chiều dài L, như vậy thằng này nó sẽ bằng là MG. Được chưa? Chiều dài L trừ cho cái đoạn này nè. Cái đoạn mà thầy kẻ dài này nè. Nha, thì nó chính là chiều dài L là đoạn bên đây nhân cho cos của cái góc alpha. Đó, đây là tam giác vuông. Chiều dài L nhân cho cos alpha thì nó sẽ là L cos alpha. Đó, và chúng ta lấy L ra thì chúng ta sẽ ra được công thức thế này là MGL 1 trừ cos alpha. Thấy không? Cho nên là chúng ta phải hiểu là tại sao nó ra được cái biểu thức đó. Nha. Hiểu được chưa? Hiểu được chỗ này chưa? À, tại sao nó ra được cái công thức là MGL 1 trừ cos alpha. Đó. Và tiếp theo thì cơ năng. À, cơ năng thì cứ nhớ là cơ năng là động năng cộng thế năng, giùm thầy cái là xong. Thì nó là cái này. À, động năng cộng thế này. Được chưa? Và cái cơ năng ở đây á, à, cái cơ năng ở đây á, nó tính như thế này nha các em. Cơ năng nó sẽ tính là MGL 1 trừ cos alpha 0. Khi mà con lắc đơn của chúng ta mà nó đi ra tới biên độ của chúng ta là alpha 0, thì lúc đó động năng sẽ bằng 0 và chỉ còn thế năng thôi. Và thế năng công thức chúng ta biết rồi, MGL 1 trừ cos alpha. Và khi mà thằng này là alpha 0 thì nó đem alpha 0 vô đây là xong. Hiểu được ý này chưa? Hiểu được ý cơ năng tại sao nó ra như thế này chưa? À, như vậy thì lúc này chúng ta được đây là biểu thức của cơ năng. Ok chưa? Biểu thức của cơ năng. Như vậy thì từ cái biểu thức của cơ năng này nè, chúng ta đã biết được là trong cái phép tính gần đúng bên lượng giác nha, thì cái 1 trừ cos alpha này nè, 1 trừ cos alpha này nè, thì chúng ta sẽ ra được cái gì? 1 trừ cos alpha lượng giác nha, thì chúng ta sẽ ra được là bây giờ thầy sẽ để là cos alpha này thì nó sẽ là gì đây? Cos alpha 1 trừ cos alpha. Bồi thằng này đi ha. Để phân tích ở trên đây đi. Rồi vẫn là lượng giác thôi. Lượng giác thì thầy thấy là mấy em dính tới lượng giác thì nó tương đối là phức tạp. Thì thầy sẽ lấy là các em có nhớ là gì? Một trừ cos alpha thì có phải là sin bình phương alpha chia 2 không? Thì nó sẽ là bằng là 1 trừ cos alpha. Phải nha, coi cây. Thầy có nhớ lộn không ta? Thầy có nhớ lộn không? Sin bình phương alpha chia 2. Thầy có nhớ lộn chỗ này không? Alpha. Ủa? Phải không ta? Ai nhớ công thức này? Sao tự nhiên thầy quên công thức này ta? 1 cos của 2 alpha để thầy cos của alpha phải không?
thì bằng 1 trừ cho là sin cos của alpha thì thật là 2 alpha đi. Vậy là sin bình phương alpha chia 2. Ủa phải công thức nào không ta? Ai nhớ được công thức này mấy em? Sao tự nhiên thầy quên công thức này là gì? Sin bình 1 trừ cos alpha 0. 1 trừ cos alpha 0. Sin alpha nè, là các em nhớ nè. Sin alpha thì nó sẽ bằng là alpha, đúng không? Vậy thì sin bình cos bình bằng 1 hả? Không, không phải cái đó. Không, không phải cái phần sin bình cos bình bằng 1. Sin alpha gần bằng alpha. Cho nên cos alpha thì nó sẽ bằng 1 trừ sin bình alpha chia 2. 1 trừ sin bình alpha chia 2. Khoan nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Thì cái thằng này thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho sin bình thì thực ra là alpha bình thôi. Chia cho 2 thôi. Nha. Đây là cos. Cos alpha. Đó, thằng này là alpha nha. Thằng này là alpha. Rồi lâu quá thì quên công thức này. Rồi. Như vậy có nghĩa là cái cos alpha này nè thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho alpha bình chia 2, tức là sin alpha bình chia 2 đấy. Được chưa? À, thì chúng ta thay vào đây tức là 1 trừ cho 1 trừ thì đổi thành cộng. Cộng cho alpha bình ha, chia cho 2. Giờ 1 với 1 các em bỏ đi. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ ra được MGL alpha bình chia 2, hay nói cách khác là 1 phần 2 MGL alpha không bình. Alpha không bình nha, tại vì lúc này đây là alpha không rồi. Rồi, alpha không bình. Được chưa? Ok chưa? Chỗ này ok chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ được cái biểu thức này. À, biểu thức này, thầy lấy biểu thức ngoài trước nha. Rồi, biểu thức bên ngoài. Rồi, như vậy chúng ta được biểu thức này. MGL alpha không bình phương chia 2. Mà chúng ta lại biết được là gì? Là cái omega chúng ta sẽ biến đổi nè, biến đổi giùm thầy một tí nè. Là nếu thầy nhân vô đây thêm là L nha, thì thầy sẽ được là L bình mà nhân cho alpha không bình. Mà nếu mà mình nhân L thì mình phải chia L. Như vậy nguyên cái đám này nè. Để ý nè. À, nguyên cái đám này nè. Nha, thì nó chính là cái thằng là S bình. Đúng không? Tại vì L bình alpha không bình chính là S bình. Chúng ta còn lại gì? Chúng ta còn lại G với chia L. G chia L thì nó chính là omega bình. Cho nên là chúng ta được biểu thức thứ hai. À, tóm lại trong trường hợp này, chúng ta phải nhớ giùm thầy là cơ năng biểu thức giống hệt thế năng là một nha, cơ năng biểu thức giống hệt thế năng. Được chưa? Rồi thứ hai nữa là cái biểu thức cụ thể để chúng ta tính là 1 phần 2 m omega bình s không bình và 1 phần 2 mgl alpha không bình nha. Ok chưa? Đó, thì hơi bị vướng cái phần lượng giác lâu lâu thì quên. Rồi chúng ta xem lại coi coi chúng ta ok chưa. À, phần này là cái phần có thể là nó tương đối nó khó đó. Nó khó là tại vì nó dính tới lượng giác, là lúc nào nó dính tới lượng giác nó cũng khó chứ. Rồi đó là chúng ta nói về cơ năng. Thì sau khi mà chúng ta nói về cơ năng rồi á, thì chúng ta cần phải có một số cái chú ý nó quan trọng như thế này. Thứ nhất, giống hệt như trong cái con lắc lò xo, đó là gì? Động năng và thế năng biến thiên với tần số gấp đôi và chu kỳ giảm một nửa so với cái ly độ gốc và ly độ cung ha.
hay nói cách khác so với alpha và s, được chưa? S đó, cái s đó, sau này các em sẽ nói nó là cái ít bình thường nha, để cho nó khỏi có rối, được chưa? À, như vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ được là omega phẩy bằng 2 omega và f phẩy bằng 2 f và t phẩy bằng t chia 2. Ok chưa? Đó, cho nên là chúng ta chỉ cần liên hệ được cái con lắc lò xo qua đây cái là ok đó. Nha. À, giống hệt nhau thôi, không có gì khác hết. Rồi, cái chú ý thứ hai. Chú ý thứ hai thì nó hơi phức tạp, thì tạm thời thầy cho chúng ta cái biểu thức để đây thôi. À, chúng ta sẽ có một cái bài biến thiên năng lượng để chúng ta phân tích các cái biểu thức này ra. Nha. À, có nghĩa là khi động năng bằng n thế năng thì s sẽ bằng là cộng trừ s0 căn n cộng 1 và v sẽ bằng cộng trừ cái omega nhân s0 chia căn n cộng 1 chia n. Đây, chỗ này, đây chỗ này. Để dấu hỏi chà bá nó đi. Tại sao nó ra như vậy? Để dấu hỏi đó. À. Rồi, tạm thời chúng ta sẽ gác cái phần khó